Chúc mọi người và các bạn trong ngày đầu tháng 2 âm lịch giao dịch vàng luôn phát tài, phát lộc, sinh phú quý. Rất hân hạnh được chào mừng mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức giá cả. Hôm nay kênh xin gửi tới mọi người và các bạn về tin tức giá cả. Bản tin giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày 23 tháng 2 năm 2020 xin được chia sẻ tới mọi người và các bạn. Để không bỏ lỡ những tin tức giá vàng được kênh cập nhật mới nhất, mời quý vị và các bạn hãy cùng bấm đăng ký kênh, rồi ấn hình quả chuông. YouTube sẽ tự động thông báo tới mọi người và các bạn mỗi khi kênh cập nhật tin tức giá vàng mới. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới và giá vàng trong nước tăng liên tục mạnh mẽ trong 2 ngày giao dịch là ngày 21 và ngày 22 vừa qua, đã giúp dòng kim loại quý này lập kỷ lục mới. Khi các nhà đầu tư lo lắng tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc và sự bất ổn của một số khu vực trên thế giới, ghi nhận vào lúc 11 giờ ngày 22 tháng 2, giá vàng miếng trong nước được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn liêm yết ở mức 45,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và từ 46 triệu cho lên đến 46 triệu 20 nghìn đồng trên một lượng bán ra. Với mức tăng vọt liên tục trong 2 ngày giao dịch vừa qua, giá vàng ngày 22 tháng 2 đã lập kỷ lục mới ở mốc 46 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng. Đây là mức giá cao nhất trong 10 năm vừa qua. Như vậy, tính từ đầu năm 2020 đến nay, giá vàng thế giới đã tăng 130 đô la Mỹ so với giá vàng giao dịch là 1.516,8 đô la Mỹ trên một ounce ngày 1 tháng 1 năm 2020. Trong khi giá vàng trong nước cũng đã tăng hơn 3 triệu đồng, chỉ chưa đầy có 2 tháng. Chúng ta hãy cùng điểm nhanh qua giá vàng giao dịch vào cuối giờ chiều ngày hôm trước. Quan sát bảng giá thì mọi người và các bạn cũng có thể thấy một điều rằng giá vàng đang giao dịch ở mức giá rất cao và giá trị tăng cũng là khá cao. Ở chiều mua vào, giá vàng tăng từ 150.000 cho lên đến 350.000 trên một lượng. Và giá trị giao dịch nằm trong khoảng 45 triệu 100 nghìn cho lên đến 45 triệu 660 nghìn trên một lượng mua vào. Ở chiều bán ra, giá vàng giao dịch nằm trong khoảng 45 triệu 840 nghìn cho lên đến 46 triệu 070 nghìn trên một lượng bán ra, tăng giá từ 220 nghìn cho lên đến 400 nghìn trên một lượng. Sau đây sẽ là nội dung chính của bản tin giá vàng giao dịch trong đầu giờ sáng ngày hôm nay, ngày 23 tháng 2 năm 2020. Cũng tức là ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch. Quan sát vào bảng, mọi người và các bạn cũng có thể thấy được rằng giá vàng ở chiều bán ra vẫn đang giao dịch ở mức tiệm cận 46 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể, vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào là 45 triệu 600 nghìn đồng, bán ra là 46 triệu 050 nghìn đồng. Chiều mua vào tăng 350 nghìn đồng, chiều bán ra tăng 400 nghìn đồng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào là 45 triệu 600 nghìn đồng, bán ra là 46 triệu 070 nghìn đồng. Chiều mua vào cũng tăng 350.000 đồng, chiều bán ra tăng 400.000 đồng. Vàng Doji thành phố Hồ Chí Minh mua vào là 45 triệu 760.000 đồng, bán ra là 45 triệu 990.000 đồng, tăng 400.000 cả hai chiều. Vàng Doji Hà Nội mua vào là 45 triệu 660.000 đồng, bán ra là 45 triệu 950.000 đồng. Chiều mua vào tăng 340.000 đồng, chiều bán ra tăng 330.000 đồng. Vàng PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào là 45 triệu 100 nghìn đồng, bán ra là 45 triệu 900 nghìn đồng trên một lượng. Chiều mua vào tăng 150 nghìn đồng, chiều bán ra tăng 350 nghìn đồng trên một lượng bán ra. Tại sàn giao dịch vàng Phú Quý SJC thì giá vàng SJC mua vào là 45 triệu 700 nghìn đồng, bán ra là 46 triệu đồng trên một lượng. Chiều mua vào tăng 350 nghìn đồng, chiều bán ra tăng 450 nghìn đồng. Tại sàn giao dịch vàng Bảo Tín Minh Châu mua vào là 45 triệu 660 nghìn đồng, tăng 280 nghìn đồng, bán ra là 45 triệu 930 nghìn đồng, tăng 350 nghìn đồng. Tại sàn giao dịch vàng công ty My Hồng mua vào là 45 triệu 700 nghìn đồng, tăng 350 nghìn đồng trên một lượng mua vào, bán ra là 45 triệu 980 nghìn đồng, tăng 330 nghìn đồng trên một lượng. Nhìn chung, giá vàng SJC giao dịch tại các ngân hàng cũng đều tăng giá so với các sàn giao dịch vàng lớn trong cả nước. Cụ thể, tại ngân hàng Exim Bank mua vào là 45 triệu 600.000 đồng, bán ra là 45 triệu 950.000 đồng. Chiều mua vào tăng 350.000 đồng, chiều bán ra tăng 400.000 đồng trên một lượng. Tại ngân hàng Á Châu ACB mua vào là 45 triệu 500.000 đồng, bán ra là 45 triệu 850.000 đồng. Chiều mua vào tăng 250.000 đồng, chiều bán ra tăng 300.000 đồng. Tại ngân hàng Cổ phần Thương mại Sài Gòn SCB mua vào là 45 triệu 550.000 đồng, bán ra là 45 triệu 950.000 đồng. Chiều mua vào tăng 450.000 đồng, chiều bán ra tăng 350.000 đồng. Tại ngân hàng Vietinbank mua vào là 45 triệu 200.000 đồng, tăng 500.000 đồng ở chiều mua vào, bán ra là 45 triệu 620.000 đồng, tăng 520.000 đồng ở chiều bán ra. Và giá vàng bán ra ở ngân hàng này cũng đang tiệm cận với mức giá mua vào của một số ngân hàng khác. Tại ngân hàng Sacombank mua vào là 44 triệu 500.000 đồng, giảm 900.000 đồng.
và bán ra là 45.980.000 đồng, tăng 330.000 đồng. Giá vàng SJC giao dịch tại các tỉnh, thành phố và vùng miền trong cả nước nhìn chung đang giao dịch ở mức giá tương đương với giá trị giao dịch cuối giờ chiều ngày hôm qua. Cụ thể, chiều mua vào tăng 350.000 đồng và chiều bán ra tăng 400.000 đồng. Ở chiều mua vào, giá vàng nằm trong khoảng từ 45.570.000 đồng cho lên đến 45.620.000 đồng trên một lượng mua vào. Ở chiều bán ra, giá vàng nằm trong khoảng 46.050.000 đồng cho lên đến 46.100.000 đồng trên một lượng bán ra. Giá vàng nữ trang cũng vì thế mà đồng loạt tăng giá rất mạnh. Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 loại 1 chỉ đến 5 chỉ mua vào là 45.600.000 đồng, bán ra là 46.150.000 đồng. Chiều mua vào tăng 350.000 đồng, chiều bán ra tăng 400.000 đồng. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào là 45.250.000 đồng, bán ra là 46.050.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch đều tăng 400.000 đồng. Vàng nữ trang 24K mua vào là 44.590.000 đồng, bán ra là 45.594.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch đều tăng 396.000 đồng. Vàng nữ trang 18K mua vào là 33.291.000 đồng và bán ra là 34.691.000 đồng, tăng 300.000 đồng cả hai chiều giao dịch. Vàng nữ trang 14K mua vào là 25.600.000 đồng và bán ra là 27.000.000 đồng trên một lượng. Cả hai chiều mua vào và bán ra đều tăng 233.000 đồng. Vàng nữ trang 10K mua vào là 17.955.000 đồng và bán ra là 19.355.000 đồng trên một lượng, tăng 167.000 đồng cả hai chiều giao dịch. Hôm nay là ngày chủ nhật, các ngân hàng trong cả nước đều đóng cửa. Vì thế mà tỷ giá ngoại tệ được giữ nguyên từ ngày 22 tháng 2. Cụ thể, một nhân dân tệ mua vào là 3.293.4 nghìn đồng, bán ra là 3.341.09 nghìn đồng. Một euro mua vào là 24.573.94 nghìn đồng, bán ra là 25.696.74 nghìn đồng. Một bảng Anh mua vào là 29.506.74 nghìn đồng và bán ra là 30.130.25 nghìn đồng. Một yên Nhật mua vào là 200.600 đồng, bán ra là 209.77 trăm đồng. Một đô la Mỹ mua vào là 23.145 nghìn đồng và bán ra là 23.315 nghìn đồng. Chúng ta cũng có thể thấy rằng thị trường vàng trong nước và thị trường vàng giao dịch trên toàn thế giới đều đang rất lo lắng và ngóng chờ những tin tức cập nhật hàng ngày từ dịch bệnh đang diễn ra tại Trung Quốc, mặc dù giá vàng luôn lập kỷ lục về mức đỉnh trong những ngày giao dịch vừa qua. Để giúp mọi người và các bạn luôn cập nhật được giá vàng một cách sớm nhất và tốt nhất, mời mọi người và các bạn hãy cùng bấm đăng ký kênh. Như vậy, YouTube sẽ tự động thông báo tới mọi người và các bạn mỗi khi kênh cập nhật tin tức mới. Bạn hãy giúp tôi like, share video này tới những ai đang quan tâm và đầu tư giá vàng cũng như bạn. Chúc mọi người và các bạn trong ngày đầu tháng 2 âm lịch, giao dịch vàng luôn phát tài, phát lộc, sinh phú quý. Bản tin giá vàng ngày 23 tháng 2 xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn mọi người và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên like, share cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé mọi người và các bạn. Cảm ơn mọi người và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.